hình, con mày mới biết vì sao con heo, con chó nó ăn uống đầy đủ, còn nó phải ăn cơm thừa cá cặn, là tại vì con chó nó còn biết giữ nhà, con heo á thì nó biết đẻ ra nhiều lứa để cho tao bán. Con nuôi nó trong nhà có lợi gì không? Con người mà vô tích sự như nó đó thì còn thua con chó nữa cả.
trách mình như vậy. Và lại chỉ tại má chồng con nóng giận nhất thời thôi, chứ thật ra má chồng con cũng thương con lắm bà, và chồng con cũng vậy đó. Tội cho con bất hiếu.
đất